Chào các bạn, hôm nay tôi làm một cái clip ngắn để giải đáp những cái thắc mắc của những cái bạn bắt đầu học đàn. Thì khi mà bắt đầu tiếp cận với cả bộ môn guitar mà các bạn quyết định là sẽ đi theo cái con đường gọi là chơi căn bản, thì chúng ta đặt ra rất nhiều cái câu hỏi. Đa phần là sẽ lo là nó khó, rồi là nó học nó lâu, rồi không biết bao giờ mới chơi đàn, vân vân và vân vân. Thì hôm nay tôi quyết định là tôi làm một cái clip ngắn để giải đáp tất cả những cái thắc mắc đấy qua một vài cái lời khuyên. Thứ nhất là cái suy nghĩ, cái quan điểm về học đàn. Là khi chúng ta bắt đầu học đàn thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải đặt cho mình một cái mục tiêu là chúng ta sẽ học bao nhiêu lâu. Ví dụ như là một khóa học 10 buổi hoặc là 20 buổi hoặc 30 buổi thì chúng ta phải đặt trước ra một cái hạn mức là chúng ta sẽ học hết một khoảng buổi học hay là một khoảng thời gian, ví dụ 3 tháng hoặc 6 tháng rồi chúng ta mới suy nghĩ xem là có nên học tiếp hay không. Còn nếu như mà chúng ta có đặt ra một cái tiêu chí là bao giờ đánh cái bài này, bao giờ đánh cái bài kia thì chúng ta sẽ rất dễ bỏ cuộc. Vì học guitar cổ điển nó giống như là mình leo từng bậc thang, leo dốc ấy. Ngày hôm nay chúng ta học bài này để luyện kỹ thuật này, ngày mai học bài này kia để học kỹ thuật kia, thì mãi vẫn không đến cái bài mình thích, thì sẽ làm cho cái tâm lý của cái người chơi nó bị nôn nóng. Cho nên ngay từ đầu mình xác định tư tưởng luôn là mình dành thời gian để tập, chứ không phải là để tập một cái bài cụ thể nào đấy. Bởi vì khi các bạn đã có kỹ thuật căn bản tốt thì các bạn sẽ chơi các cái bài các bạn muốn rất là dễ dàng. Vấn đề thứ hai là cái công cụ tập luyện. Thì chúng ta muốn học đàn classic thì chúng ta phải mua đàn classic, mua đàn dây ni lông. Bởi vì là nếu mà sử dụng đàn acoustic từ đầu thì cái phím bấm nó rất là bé và chúng ta sẽ dễ bị sai những cái kỹ thuật, tay sẽ bị díu lại và ngón cái hay trồi lên nha. Đấy, tay khi chơi classic phải luôn để mở rộng. Và các bạn lưu ý là nên dùng cái đàn tốt một chút, khoảng tầm đừng có dùng cái 500-700 nghìn kiểu đàn mậu dịch ngày xưa mà nó sẽ tiếng nó bí, học nó khổ, bấm nó đau tay. Đàn tốt thì cũng giống như người bạn tốt ấy, mình sẽ hấp thụ của nó hai cái kiểu gần một tiếng đen gần đèn thì sáng. Bạn tốt thì mình sẽ học được nhiều từ bạn mình hơn. Và cái thứ ba là cái tư thế ngồi, là chúng ta phải luôn luôn ngồi đúng tư thế của classic. Đấy, ngồi đúng tư thế này, chứ đừng có ngồi như này, vai nó xo này đi xe máy là người cũng lệch vào luôn. Đấy, ngồi phải đúng tư thế này để vai thõng xuống và mở cánh tay. Đấy. Đấy là dáng ngồi phải luôn luôn như thế này, chứ đừng có ngồi thế này. Và vấn đề thứ tư là chúng ta phải nhớ nốt càng sớm càng tốt. Nhớ nốt để làm gì? Để chúng ta học không bị nản. Chúng ta tập nhớ nốt theo cái cách là dây này có mấy nốt mì phà sòn, hoặc là dây năm có mấy nốt là si đô. Và song song với đấy là chúng ta nhìn vào xem cái hình nốt, cái vị trí nốt nhạc nó nằm ở đâu và nhớ dần nó càng sớm càng tốt. Tại sao? Vì là tôi lấy trên cái thực tế thôi, là những cái bạn mà học piano hay là học violon mà nhảy sang học guitar thì giai đoạn đầu học rất nhanh. Vì sao? Vì học có cái nốt nhạc. Chơi classic căn bản là chúng ta nhìn vào bản nhạc để chúng ta chơi, cho nên chúng ta có nốt nhạc rồi chúng ta học nó sẽ không bị mệt. Vì nếu như chúng ta không thuộc nốt nhạc ấy, chúng ta chơi đánh nốt này nốt nào để rửa sách ra để tìm xem cái vị trí đấy ở đâu thì rất là mất công. Và vấn đề thứ sáu là vấn đề về khởi động. Khi chơi đàn ấy, thì chúng ta khởi động thường giống như kiểu học võ ấy, là chúng ta phải tập võ thì chúng ta trước tiên là thầy không cho đấm đá gì đâu, cứ phải ngồi khởi động chạy quanh sân rồi vân 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 vân. Thì tập đàn cũng thế thôi, chúng ta phải chơi đầu tiên là gảy cái dây vuông này. Ví dụ nhà tôi có cái bài tập gảy dây vuông này, cái gảy từng ngón, xong rồi gảy dài từng ngón, cái đánh chắn chê cái này, xong rồi lại chạy ga những nốt nhạc căn bản trước đi. Đấy, rồi giờ về đấy. Và cái vấn đề thứ bảy là cái sự thả lỏng. Khi mà chơi đàn ấy, mới học được chúng ta hãy ngủ gồng lên này, bấm này. Đấy, xong rồi lại cứ bấm vào đầu phím đàn này, rất là đau tay. Phải nhớ, các bạn phải nhớ là luôn bấm vào cuối phím đàn. Và tay thì tập mở nó ra, không cầm đàn cũng mở nó ra. Đấy là vấn đề về tay, về thực sự thả lỏng. Thả lỏng tay thì chúng ta sẽ bấm nhẹ thôi và gảy cũng nhẹ thì sẽ đỡ mệt, đỡ căng thẳng. Và là vấn đề thứ 8 là vấn đề về nhịp. Khi chúng ta học đàn thì chúng ta hay bị tập trung vào nốt nhạc và chúng ta hay bị quên mất cái nhịp phải ngay từ đầu phải rèn nhịp ở trong người mình ấy, lúc nào cũng phải có nhịp ngay. Đánh cái đâu là người mình nó cũng
lắc lư theo đấy. Đấy, phải lưu ý ngay nốt đen, nốt trắng, nốt tròn là gì, vân vân và vân vân. Đấy là một vài những cái điểm căn bản đầu tiên mà tôi nói với các bạn. Còn sau này thì những cái người thầy khác sẽ có những kinh nghiệm khác hay hơn tôi hay là như nào đấy, nhưng đây là cái kinh nghiệm mà tôi đúc kết ra, thì hôm nay chia sẻ ngắn với các bạn như vậy, và rất là mong các bạn sẽ tập tốt. Và chúng ta khi tập đàn hãy luôn luôn nhớ rằng là tập căn bản mới là quan trọng, chứ đừng có vội mà tìm cách để tập ngay mấy cái bài điệu hát, xong rồi cả năm đánh được một hai bài, xong rồi đến lúc người ta hát một bài lạ hoắc là chịu chết luôn. Vì sao? Vì chúng ta không có căn bản đấy. Cho nên là muốn học điệu hát hay học nhạc nhẹ hay học bất cứ một cái gì, chúng ta cũng phải có căn bản. Và căn bản nó chính là gì? Nó chính là classic. Và xin chúc các bạn sẽ tập tốt.